ប្រជានីជាជារឿងមួយយ៉ាងថាប្លន់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋមិនអស់ចិត្តឲ្យប្លន់ទៅគេជន់នឹងតែចូលឈ្មោះនឹងទៀតជាតបតៃយើងវាដល់ថយក្រោយអានឹងមួយយើងអត់គ្រប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងហើយយើងឯកបៈទី 2 រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងនិយាយអំពីទីកម្មជាជាប្រទេសអព្យាក្រឹតញ្ញត្តបតៃភាពតាមកិច្ចប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែដល់ពេលអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាយើងចាញ់វៀតណាមវៀតណាមគេព្យាយាមធ្វើឲ្យតលិចភា
hay chân hồn ấy bán vùng rích nó nên là than tuộp mua là than tuộp nơi trong xe nụ riêng năng hay không xe rốn bị đám biên miễn là kia chân hoa kia mà đi càng phó hay dương bây giờ kia bị càng chó là những đại thả kia chân ở lại nữa đại chi nên mất nhà mỗi thời dưỡng bị ọt miễn ai kể chuyện ọt miễn là lùm nâng nhiều bà dương ọt miễn ca cổ rốt là thả thôn nối hay dương ọt miễn to lịa phiếu này chứ mua tìm hàm này nhé hay bởi dương ọt miễn to lịa phiếu này chứ mua tìm hàm này bèm ní cứ dương cổ thân à bôi dương ban xong cắt đấy sau mai sự công điện này dùng sau mai sự kiếm chặt sập lần đầu thử đoạt bản ra sau đại sẽ nụ nâng mày bột bột mà cứ rương tỏ đá đấy cứ dương ôi bà tìm hàm này nâng mà bà tìm dương tức đây dương nâng chia proxy country chia proxy war country cứ bà này tha ôi bà tìm hàm này nâng mà bà cảm chia chia tức đây thư sống kiếm bà dò nè thư sống kiếm bà dò cứ chấn bàn bà đây khả máy hay dân nám có bà đây khả máy tạm dựa rủ xí cả nhé cứ mà bị dương nâng 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 ọt vô hôm bì bà dò chia sao hay còn cáp bia tại bị giỏi ẩm nái từ khứ luôn á hay của bát sát đã hai bên ấy dương ai cũng đã chiêng pin môn lần nia thằng ngon và sân té cá cho cha quần chọc thằng kia nướng ọt ẩm nái cá hay ở lỡ của châu mục nha khăng nà rồi biến lô khẳng lệch NATO hay nướng Russia nướng chân nướng và sân đặt tu hợp quốc thằng kia lô lần thứ bảy cứ cam một chiến nướng nướng ngọt chiêng kỳ mỏng lần lia chiêng kỳ mỏng rồi cho nên là vô bay rồi sau lại ẩm nái trở lại cứu xa ở ní thay chát thạc luôn ai nướng chát chát đấy nướng thua ăn từ kia luôn anh ta hay vì mình ăn thịt kết luôn anh ta nhẹ đặc nôm dấu bay bay cũng làm nhẹ buồn đọc nhẹ đứng thế vì slap từng một chiếc bột tiếng đọc một môi đầm poly nhẹ đặc nhẹ đằng ấy nhẹ chỉ chuẩn rong rốn nhẹ chỉ innocent chỉ nhẹ đặc nhẹ bỏ sót ở ban châu rùm không ca cầm nát châu việt nam cô này dấu bay ăn lại chiến à tại dương tiên một chiếc bột tiên từ đây từ mũi tới đã khó tôi ra trả được thạ thông lên khuôn anh dương miền được thạ thông lên đó hay dương mình corrupt được thạ thông lên mình corrupt sầm lên một chiếc bột anh hay mình corrupt ông pi john đặc cá đại ca một chiếc tơ té oi đầm lấy để chật khang nâng mà phiệp nha đại ca để dưỡng oi đầm lấy chân thưa dòng mắt riêng hay vô của pal mò lòng buôn của pal cho băng vô mà thưa xong mà giúp cho mùi thật chân hay dưỡng ọt thưa xong mà giúp cho mùi ẩm đấy nha anh nâng cứ việc chiếc tắc tăng cho ba thầy mà đoàn thầy dưỡng bị ạ cả tệ hay cả nai dưỡng ạ cả tệ hay dưỡng sự khâm ấy dưỡng sự khâm ấy dưỡng thật chua cho mùi dĩa nó dưỡng chỉ bình đúng hả dưỡng sự khâm ấy dĩa cái gì dĩa na có đôi dĩa na này bây giờ thập tái kê miền cả on tràn nè đôi ẩm rích đôi ấy kê kê crop thị mình na kê mình chọn sầm lạp mình chọn cái vấn đề kê có miền ở vút để cá pia khuôn cái đây nè chia thập tái miền kê từ lồng mu lê nè kê có miền ở vút kê có miền cẩm lang cá pia sực đây lõ đây qua sực đây lõ kê có cá pia đấy na miền sực đây lõ hay kê mình cá pia đấy đôi bộ quân đồ biến chăng nè บ่ายประมาณบ่าวๆไพรมาแจ๊สกันลูกเซ็งตะพอนทาจะมีแนะขอโจลมาตัวสำราญแต่ก็ตามตู่ซับเป็นแต่มีแนะขอโจลมาคือแข็งบ่าจังอาคุณสมโจรวมติดมันจุดเอาลูกแบบก้อนนั่งลูกเซ็งตะพอนกับลูกนั่งที่อาการบ่าชนะ กรมประชาริจนิคัดสักครั้งปัตตากาบอชนาทกรมประชาริจนิคัดนี่คือมีนอนัตปรามชนะมองมีนอนัตปรามชนะให้การจำบอชนาทนี้คือรัฐบาลในสตอนาคังช่วงมีน บ้องบ้องอ่ะตัวบ้องบ้องบ้องเจนโจซาทำไมว่าบ้องอัดเคยรู้บ้องโลบ้องฮัลโหลบ้อง
bạn đã cứ dương miên ca ở đây trong ở miên ca bắt nó trong xa đi từ đi khách sắp trong nâng cư cao bị nam bị con và buồn nằm bị con của buồn nâng cư miên ca bắt nó mà đó hay nơi nam bị con đọc buồn chú là cái hào ta anh đọc bí bí hay nam bị con đọc và buồn hay là lâu châu nam a bí quan mà phải buồn ấy cứ cái đào vẹt đào phê đào chnam để tàu bỏ chnam trong cái trong một xa trong anh đặt tí buồn cái ca bỏ chnam trong một xa trong ấy cứ miền anh đặt pram chnam cứ lấy chậm bỏ chnam trong một xa sắp trong một đón hay ông bỏ chnam cứ chỉ trong một xa không thành cắt đại một trong lần này trong một mê không trao thành cắt trong một xa sao mà chết trong một xa thành cắt nữa nếu không làm này nhé, từ miền sắt bắt nó chơi rồi cầm ta sập cầm này hay cả cho chúa chỉ cầm ta sập cầm nó từ một vị tam cái nạp bạn vô bài cái nạp bạn vô bài na để phía trên đầu thì cầm chỉ riêng từ cái nạp bạn vô bài na để còn miền sao mà chơi cầm ta không được cắt để chỉ ông bắt nó từ còn đặt bài phía tới hay là bay ơi trong ta cùng cảnh nó còn chỗ đâu bỏ nào bạn anh chân hợp đó là lâu đôi chân sinh con các bạn được làm đến tháng đầu ngày thì một thầy bỏ mùi và màn thằng ngày tháng một đến là ca bỏ nó trong được xa sắp trong mà xa thì đây bắt nhóm sự khâm tha phục mai bỏ ôn ai vô lớp bỏ và rằng buồn bày à nát buồn à nát chỗ đó vì còn là phải buồn đi chỗ buồn là nặng đấy. Hãy trong xa trong cứ miền tu này thì càng nghe bảo quát cứ quát phải chung xa mánh thân ông mà khai vì đó. Nóng tam tại bọt bạc chiếc tây khăn ông rồi bọt trong xa trong khai thì mùi này mùi á. Vì là quát chỗ tập căn làm nay và các chỗ căn làm nay hãy quát bọt cát ở miền bọt bạc chiếc tây khăn ông hay khi ạc mặt rong kia tập tu, yo tăng ác kia tha ta cái tàu ở miền tập trung sam anh trong mà khai bằng mặt non, tam trong khai khai tập trung sam anh trong mà khai mà non nhưng tao trong khai khai tập trung sam anh bì non người dân bì non hay tam tại cái tầm nó trong quạt tập chiêu tây nóng, hãy miền tập trung miền bì bảy miền tập trung sam anh nên tập trung vị sam anh, tập trung sam anh cứ cầm nọ trong mà khai mà non vì đó hay tập trung vị sam anh cứ tam cái thà hai nhà ca bản toàn hai nhà ca bản toàn ấy chẳng cứ về cọ tập trung tìm kiếm chơi trong một xa trong trong năng một tập trung tìm kiếm hay và tập trung sáng mắn khi mình và đào lịch khách chơi tam tập tiếp rồi tập ba ngày sau là trong trong năng ao dạng tích bay thằng ngày dạng tích bay thằng ngày ca nghĩa cứ khi ăn kịp thằng ngày sau thằng ngày tới thì kịp bay thằng ngày ca nghĩa từ ngày ngay đã thưa càng nghiệp việc của chú nói vậy thằng ngày một bạn hai tôi là tìm bọc trong xa sọc trong những từ bê đà khăn ông khai môi khăn ông trong môi khăn ông sọc môi là cái tàu thưa ở vây ạ vì quạt cả lại na đi trong thưa xảy mối cư kì vô rồi vài ca nâng một đặc của chúng chú môi nâng trong xa cư mình men đôi vì sao mày muốn ý sao mày muốn ạ vì ba này cái nạ ạ vì ba nâng cư quật trong thứ ấy cư quật thôi là đặc biệt tại cao vị miền cao mà sơn trầm thạch sơn trầm này, từ cả vị ba cái nào ba nên còn một những thứ ấy, còn đâu tại riêng cùng ruộng riêng trong hai nhà ca hái, còn vô màu đặc, ao và chung đồng với ạ đầu mắt đầu nông trồng xả, nông trồng xả trồng trồng khai chẳng được, hay sầm lên đã ạ mắt nó cứ sầm lên phía tràn, cho nên phía tràn này cầm tục xa. Chẳng bà sân chi vẹn quân đang cả ra này xây mùi chân tấu bà sân chi cầm tục xa tăng cả nạng bạc tăng ọc. Ai có biết nếu thà phơ nhìn vì mà lo thì chơi ơi bạc quân đó thò bây giờ chơi rất. Nhưng ạc mà thà mình ở phơ có ạc bà cầm ọc hiến phơ ạc bà khai ọc hiến phơ đà. Chẳng thế phí tràn nó không có thể cảm bởi chìa bỏ dưỡng ta mà vậy là khiêm thua lọp chúng tôi khiêm thua lọp bàn tục mai bọn ôn đã chỉ
ông bác sĩ nói nâng bán bác sĩ nói ở phim chua chia cầm phụ xa cầm quý ở nạn nạn hồn cả phía chân em bí quán bình luôn khi ông thua ai cho nâng nâng cầm sở hữu quán nâng khát đi bên chơi ở khi ông bán chua mà nạt đó chọc ở nạt ai đó chân em bí quán bác luôn nâng bán cho mà nạt tiết đó phục mai bóng ôn là ông bác sĩ nói bác sĩ nói chua mà nạt tiết bạn là hồn tự đào kê đồng đi cái nạn bạc là xong cầu chết từ khi ông thuật à càng nghe đại dịch trong xã cầm hay càng nghe trong xã cầm thay nó cứ nguyên bạc ở phần thấm vì rồi thà bị bạc à cầm phục xã cầm cả là khi nhom à cầm phục xã cầm cả là khi nhom nâu chữ chỉ cầm phục xã cầm nó cứ bạc khai đôi chỉ à mình được bốn học sập trăm ơn khai hay cầm nó cứ khi tầm lai ngồi bàn đôi chỉ chật sập trăm ơn vì riêng du đã hay khi nhom phật này bà thấy ở đây đa số khăn lúc đời xa nấu khăn ông có thể cầm một chiếc bao nhiêu sầm lên nhẹ một chiếc thập tay rồi sầm lên cái nắp bạc trang cái nắp bạc trong câu chuyện đó miên sầm lên tích miên sầm lên tích đặc biệt bọc nào cầm một xa sau cầm tới dương bàn sầm lên tích bàn sầm lên tích cho dương mình ai từ từ ở đây quật khăn cái khăn ca cái chết từ nay cái trong thế ấy muốn dương mình ai quật khăn cái bàn đi còn thế dương ác bằng chân mà tệ dù bó nó không ông của chung xa manh nó bằng bộ xá hơi ở miền cọc chia cầm mặt hai tha cái nạc bạc ưu thì họ đặt khi ông cái nạc bạc trong cổ chiếc chân thì ông đặt tha cái nạc bạc cổ chiếc thì đặt xung một khi ông rồi là nó không nông rồi bị đẹp nè nó trăng chấm nói trở lại nè lúc khen một lái bàn mình gồm trô nấu ca thư ở trên đầu thì đã được nồng của mặt hàng bạn chẳng con té miên cái lạnh khác ở dương miên và sắp tập hiện đại với là cả dương tha tới trăm cô đáo hơi vì chi cái lạnh nó sáp có buộc còn ở hiện thư để con té bắt sắp về rồi thì con thư anh ở đây để con được lên được nồng đặc biệt với đấy nó không là bài ca để tao áp vật lại na thứ ấy lại na tôi sẽ bắt bia ấy lại na nó dương pra kia sa tầng một tầng co đặc kia nó không ông của chung bởi khi ông vinh cục mai bằng con miền bê kha cái nặng bạc như chuẩn tiếp tập chở một khi ông có tiếp tập chở một quanh đó nó không ông của chung nắng cứ dương bằng ra phải chia bỏ trên áp miền khá hay tôi này tí sật hôm nay bọc rong xa sắp rong cứ dương miền sật dây rít quân nộp long ong và chôm nắng đòi miền tụ đòi miền là nam màu chặt màu tròn này nộp long ong và chôm trong một sáng cứ dùng miền sạch bạn chân hà đòi xa tại sầm lên cái nạp bạc và chia thập tay cái nạp bạc và trắng nên miền sầm lên miền ong và sầm tích cả là khi ông cho thì trong một sáng nó cứ ăn ăn tìm muối đọc tràm nét cái nạp bạc và chia chuẩn đọc pì nét hai cái nặng bạc xong đánh xí bầy nè bạc đó khi nhóm châu ăn hát tí muối chăm đi con cũng muốn lúc xây được quá châu khăn ông cô ta cái nặng bạc xong đánh xí bạc đấy bàn xa mà chất cầm xa cầm rầy được quán nút đọc bàm nè con ta cái nặng bạc thì chỉ chuốn bàn đọc bì nè cái nặng bạc xong đánh xí bàn bầy nè đọc bê mò ăn hát chăm đi con đọc bún cho nó không nông cô ta cả nạp bạc xong con chết thì em cho nông cô ta cả nạp bạc xong con chết nạp bạc xong con chết bàn quý nạp bạc thì chuẩn bàn đọc bảy bàn đọc bảy nữa con tay dưới cười xa đáy đời xa rồi bọn luôn sang con khách con khách khách rồi ấy ông nạch nắng bà sân chi cả nạp bạc ở trang cả nạp bạc xong con chết cả nạp bạc xong xin miên xong lên trong cuộc xa trơn cứ vì ba này cái nào vì ba đấy mình ai chưa ấy bán này ta trong vùng xa ở đâu chưa cái nào vì ba mình ai chưa thì bà dân chia sầm lên chia tràn à mà thà ở đâu chưa thì ở đây vừa bà hiện vừa thì tao tại tôi không tao chẳng sầm lên nhá và chia tập tay đi khang nó không ông chúng mui mui ao ta miên sầm lên group rom à mà tây ban đi khang đó cái nào bạn vốn còn khai cái lạnh nữa à qua cái vùng xa trong cái chi ông nách nó mua được than muối khang à bên cái nào bạn chỉ chuẩn cột đằng cột mơ tầm lên bao nhiêu năm cao việt nam đi qua đập bẩm bớt cái nào bạn phòng cột chiếc ban mê không trao chúng cạn tròn chẳng
ពេលដែលមេបានមេឃុំចៅសង្កាត់ច្រើនក្រុមប្រសាសន៍សង្កាត់ច្រើនពេលរបស់ស្នោតក្រុមប្រសាសន៍រាជធានីខេត្តសំខាន់នេះគឺច្បាស់ណាស់មានកលែងខ្លះគឺអាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចទៅធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រសាសន៍ស្រុកក្រុងដែរបើនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំបូកគុណចែកមើលការពីឆ្នាំ17កាលកាលរបស់ស្នោតហើយគឺសំលេងបដិញគ្នា ខិតខិតនេះតែឲ្យមានក្រុងមួយនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាចឈ្នះធ្វើជាក្រុងភាសាក្រុងរបស់នៅក្នុងសាលាក្រុងពេទ្យនៅក្នុងសាលាក្រុងបបែតនៅក្នុងបបែតគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសំលេងឈ្នះអាចធ្វើជាក្រុងភាសាក្រុងបានបាទដោយសារតែបញ្ហានេះហើយគណៈបកប្រជាជនក៏ខ្លាចគាត់ទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោល បានចឹងហើយក្រុមប្រឹក្សាក្រុមនេះគឺលោកគឹមមានខាងដើមមានអាណត្តិ5ឆ្នាំហើយអង្គរបស់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងជាអ្នករបស់ឆ្នោតហើយប្រតិភូនទីបង្កើតគឺអនុវត្តការងារតាមរយៈការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុមហើយការប្រជុំនេះវាមាន2របៀបគឺមានប្រជុំសាមញ្ញនិងប្រជុំវិសាមញ្ញប្រជុំសាមញ្ញនោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមហ្នឹងតាមក្រុមប្រឹក្សាកន្លែងណាឬក៏ ចង់ប្រជុំមួយខែម្ដងឬមួយខែពីរដងខែ3ដងហ្នឹងស្រេចតាដល់ពេលដែលគេប្រកាសទៅគាត់ពីហើយគេទៅប្រជុំលើកដំបូងហ្នឹងគឺគេនាំគ្នានិយាយពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគេធ្វើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាមួយដើម្បីយកមកអនុវត្តរបស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជួបរួមប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងរាជធានីខេត្តស្រុកក្រុងហ្នឹងបាទលោកសេងសុផុនមានអីចង់បន្ថែមមកដល់សារលោកសេងសុផុនដា
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ cứ đồng nàng ao cứ thả mau pi cái nạp bạn của bạn còn cái đào mê không trao sủng cát mình men chia cả cái nạp bạn mình men mau pi cái nạp bạn đấy cứ gặp bồ câu cái thằng bồ câu ai kia chứ này chứ việc không pi sập mai dưng bỏ chân áo đồng nàng ở chơi được bạn ai bạn nào đam mê sủng lên phía trán cứ ô tô một cách nẹt đam mê nẹt đam show bay cái phim lấy muối đâu không cái nạp bạn để chơi nó nên khai từ chi mình không trao sủng cát này lại mình về khóc nhiều mấy tớ à cái lạnh nắng vì mình lại cần nặng à càng như khóc như dạng bắt trong ca sạch đây từ ba chân mình còn trong màn được hình quan chú bỏ cái này và tăng thêm mà do đó là lấy dòng gì của quân Canada mình Canada này chia bờ tế đã chia tập tay hay kia vô chia bờ chia thóm hay kia vô cuna tập tay chia thóm cứ trong xã công sự cát này mình chậm nói cái nào bạn vô bài thế cứ ở đại ca tạm nói cứ ai kia ແລະតែចូលឈ្មោះហ្នឹងគឺឯករាជ្យហើយចវាយក្រុងគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតណាយើងរបស់ឆ្នោតម្ដងហ្នឹងយើងរបស់ឆ្នោតក្រុមសាគមសង្កាត់
bosch not to buy crong, to buy cat, hiding bosch not, from Amakas Alarian. But in the Picardani, goose, that no knong, com, in a crop grown and men, rot the balls not learn. German Alarian cake, came in stung da mui, dal, that bit not learn mortar, or men, stung da, hiding, cái trong bán rồi bỏ cho bọc thật chết vì tờ chẳng con tế không ai của mô tại ca của môn thôn thiên ai cài pra cầm thì xuất xa tạm phiếp chết đáy nên tầm ra ca bọc không riêng được luôn chẳng kì kì dân cao bọc nót con bực xa xa là riêng ở những lời Canada nó có thể thấy và tao nhóm đấng cứ con bực xa cùng dân cát đi thế này nâng ai chẳng nó không nạp bạc nhưng mà cho bà thế con tế จะไปกรองหรือกรองบางกอกนั่นคือบอชนอตบ้านมันเป็นแตงตังไงนะคือบอชนอตให้อภิบาลแคทย่อมจีถ้าบอชนอตได้สบายตาแต่ไม่คงกอกเกี่ยวบอชนอตได้บ้านไม่คงแต่กรองฟ้าคือมอวิปะตอนแรกไม่คงโอเคบ้านเด็กคงแต่กรองฟ้าคือมอวิปะตอนแรกไม่คงโอเคบ้านเด็กคงจีเดอร์ไทยก็สิ่งที่กระดาษได้ไทยก็อัดเป็นบริจิตกระดาษได้เจอพี่เต้ได้การเตรียมมาสัตว์บริจิตนิยมนะแต่ก็อัดเป็นประกันบริจิตกระดาษอนุกรัฐในขณะยังเตะนั่นยังกองบริจิตจัง รอบมอเว้นคือในปฏิกรรมเจียงยังมีปัญหาบุกไปแต่ทางตัวนี้เก็บผุบโลกทางไอ้กิจจุยโดยเฉพาะนะเตี่ยตรงนั่งกรมคาตาอภิบาลกิจสนามมูลฐานนี่นะคือกิจจุยโดยเฉพาะเป็นเต็นไอ้สลักคมตัวเตียงปฏิกรรมเจียก็เจริญลุยกมใจดามิเอ็นกิจเยอะก็คืออัดสมนองปีตัวนี้เก็บผุบโลกนั่งยังเกิดเมื่อสลักคมเป็นยังมีมันคมมีโรคมีนคมนะ คือเธอสลักคมนึงอ๋อคือลุยบ่กำใจตีนเก็บพุบโลกให้กิจจุยลุยกรุบกรุนปนแต่ยังเสียตรองนะบับน้องกับบอชนอกรมสากรมสังกัดเราบอกยังก็โดยเจียน้องกับบอชนอกเปิดสเปียบอชนอกรมประสาทิตนี้คือยังเมียนกระนั้นปะการอำนาจนั้นเกิดด้วยท่าคลายบัดอำนาจเนี่ยเกิดอัดจองบานไปเจียทับไตอ๋อด้วยได้สลายด้วยเกย์ท่าเลยกรมสากรมสังกัดมันบัดจำนวนกระนั้นปะที่คืออ๋อบุกคนไอ้เกรงนั้นจะโชว์เกย์นั่งพุ่มเกย์คงเกย์กิดดังไง ให้ไปเจ็บรถสกอลเลยนะนั่นไงอันนั้นมวยให้มวยเทียบจะไปแค่จะไปกรองคือเราบอชนอตไปเจ็บรถแต่อะไรนั่งบานเกี่ยห้าท่ากาแบบวัดพระมูลท่านได้ไอ้เกลียดให้เมียมสุดเจ็บผมพอดคือมันจำไม่ดับสไลด์ตรายนโยบายดิแล้วทำไมยังคือสับสไลด์นโยบายอ่ะปกติเคยกระดอยคือก่อนเราแต่โยบะนโยบายลูกเส้นก่อนสมการไปเลยนะแจกกระจกก่อนคือต้องกึศทาคลาดปฏิกรรมจริงยังมีข้อปีการอะไร เราเป็นความบางไงเราการอะไรกี่บอสเราเกี่ยวกับเราการเราดึงเจนตัวไหนดีบัตรเซนจีโนปฏิกรรมจีเยิ้งบัตรเซนจีอุติฮอดฮะมีคมเจ้าสังกัดเอาบอกระทาอันนั้นก็เอาสมามาตรเอาฮะไอกระตาเนี่ยบอกหรือเอาระทาบุกวลมันมีขณะปางโยบายแต่ก็จังโชว์ก็จะโชว์บ้านไปเอาพิจิตรบอสเรา ตอนท้ายเราปฏิกรรมยืดยืดบัดบัดบัดบัดบัดเออฉันบัดคือยงกึศนะก็คือยงกึศทานเราแต่บอกบ้าเลยบอกเลยซาเนี่ยได้ยินแล้วแต่พิจารณ์คือเนี่ยได้ยินลอยยังไงเนี่ยได้ยินลอยฉลาดนั้นคือก็อายโยลอยกดนั้นตัวติงติดจัดปัจจัยบัวรอดตัวติงใส่ใจให้เนี่ยได้ยินลอยฉลาดเราปฏิกรรมยืดยืดแต่ทำไมพิจารณ์คือเนี่ยได้ก่อน รอซีตรงนี้ตรงนู้นเขาฉบับจมูกนั่งระบอบลมซานยังไงฉันว่าสันจีบอสเราต้องจวบรู้นั่งถึงอ๋ออันนั้นก็ปอบบะก็ไปยืมรถกันแต่ปอบบะไหนที่ตามไปเลยจึงเกิดนะแต่ว่าเราแค่ยังขัดเราคนไทยจึงคุมโยอารมณ์เกิดนักยังโยสตองดาอันตรายเจียดยังเจอยังเบย์ออนรีเสิร์ชการสร้างจิวแบบเจษะโดยในการดาใกล้นอไทยก็ได้มันนั่งคิดเพื่อคิดเปรียบเทียบขึ้นมือ บัตรสันเดอร์ออยกรมสังคมสังกัดนึงทัดในกรมชัดบอกคณะปัญโยบายในโครงการสตาร์เจียวเกี่ยวกับเคืองทาเนี่ยนึกออดไอเกเรียออดเทียนสมรจัดเตอีมวยตีปีบุกคนนึงออดเมียนสมรเพียบเตจะร้านออดเมียนสมรเพียบเตโปรเอ้ยคณะปัญโยบายเจียสถาบันมวยได้เก๋ดอดเดือดเลือสมาชิกได้สปาไม่เพียจะร้านเจียสมรเพียอันนี้ก็ย้อนยังอ๋อแต่คณะปัญโยบายยังบันดาลกรมสังคมเกี่ยวกับเมียนคณะปัญโยบายเจตุอ่องมวยด้วยกรมหุ่นไอกระจวนมวยจังไง หรือก็เจียสถาบันมวยด้วยองค์การสังคมสิบวันมวยองค์การเอ็นจีโอมวยชั่วท่าสมาคมเทียงถนอดมวยจังแต่คณะปัญโยบายมีนำไล่สมาคมเนี่ยน้องชิบับปะ
mean a khmer yeung dae khnap pak tham dai kot yo tamlai khnon nai khpuah tae tam pet ot te nak khnong chbab keu tamlai smer khnia hai nak khnong organization khnap pak nyobai ke pdot te leu munuh swamai phiek chran chieng samatthiep doch nai hai ban je ka srao chieu baep chea sah ke tha ro khoeng tha ba san dae oy krom sah kum sangkat tumnoi khnap pak nyobai keu ot aikriej ot hien samrat chat te thoe ka ot sdap bjeu prot mul than te keu sdap pak robos khnon nung chran chieng ti 2 keu ot sa mien samatthiep te ក៏តែមនុស្សនឹងស្វាមីភិកនឹងបាក់ហើយគេដាក់តាំងមកជា candidate ណាចាការជ្រើសរើស candidate នេះជារឿងមួយធំហ่าជារឿងមួយធំហើយនៅក្នុងក្រុមមូលដ្ឋានវាអត់ចាំបាច់ថ្នាក់មូលដ្ឋានអត់ចាំបាច់ព្រោះថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺឃុំមួយស្រុកមួយវាមានទំហំតូចទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាប្រទេសដែលគេរីកចម្រើនការអភិវឌ្ឍថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រមជាតិនេះអភិបាលកិច្ចល្អនេះគេអត់ចំណុយគណៈបញ្ញោបាយហើយក៏មិនចាំបាច់យកគណៈបញ្ញោបាយមកគេមានវិធីជួយផ្សេងវិធីក្នុងការជ្រើសបុគ្គលិកហ្នឹងគេដាក់លក្ខខណ្ឌថាអ្នកដែលតែឈោមកជាក្រុមសាខុមបានត្រូវចប់បញ្ញាបត្រឡើងទៅផ្នែកគ្រប់គ្រងអ្នកឯងត្រូវមានទូទីធ្វើការវិជ្ជាជីវៈនឹង10ឆ្នាំឡើងអញ្ចឹងណាមានអាយុប្រមាណឡើងអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកឯងត្រូវមានទ្រព្យសម្បត្តិដាក់នៅក្នុងការឃោសនានឹងបានគេទទួលយកហើយអ្នកនឹងអាចធ្វើ fundraising រែងគីលុយបាននៅប្រទេសថៃដូចនៅប្រទេសកាណាដាបុគ្គលដែលជាបេក្ខជនដែលបានគេជ្រើសរើសហើយនេះគឺអាច claim តាក់បានតើថាអបថាលោកឃ្លៀងបន្លាយបានជាប់ជាបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រយ៉ងអញ្ចឹងទៅហើយឃ្លៀងបន្លាយអាចដាក់លុយ10000ដុល្លារហើយរត់ឲ្យមកវិញ5000ដុល្លារអានឹងគេសម្រួលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការចំណាយទៅលើការរោសំលេងឆ្នោតពេលរោសំលេងឆ្នោតនឹងវាត្រូវការចំណាយប៉ុន្តែគេអត់មានឲ្យលុយទៅគប់ប៉ាន់ទេណាអត់ទេអត់ឲ្យលេងទៅទិញស្លឹកឆ្នោតទេអត់ទេអត់មានប៊ីចេញសារសុបទេតាចាប់បានគណៈកម្មការជាតិចំបោះឆ្នោតនឹងគេនឹងដកសិទ្ធិជាបេក្ខជនយើងភ្លាមនឹងតែគេចាប់បានណាដូច្នេះច្បាប់គេតឹងរឹងណាស់តែគេនិយាយយេសយេសណូណូហើយមានដូចយើងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតស្បត់ស្បែពាកអីបឡៅតែក៏ថាខ្លែងអាប់ជាក្រិតមិនលំអៀងដល់ពេលចូលកន្លែងបោះឆ្នោតលួចគូសលួចចង្អល់លួចអីចឹងណាអានឹងឯងដែលជាប្រវត្តិយើងខ្វះវិជ្ជាជីវៈខ្វះច្បាប់ក្នុងការគោរពខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមន្ត្រីបោះឆ្នោតរបស់កាណាទោះបីយើងឆ្លាញ់បាក់នយោបាយផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ឲ្យបោះឆ្នោតទេក៏ឲ្យយើងបោះឆ្នោតមុនណានៅប្រទេសយើងយើងអត់មានបោះឆ្នោតមុនទេនៅប្រទេសកាណាដានៅអាមេរិកនេះគេឲ្យមួយអាទិត្យគេហៅថា Advance Election មួយអាទិត្យមុនបោះឆ្នោតថ្ងៃពិតប្រកបហ្នឹងគឺអ្នកដែលរវល់អាចទៅបោះឆ្នោតមុនហើយអ្នកដែលធ្វើការជាគោជើងបោះហ្នឹងគឺទៅបោះឆ្នោតមុនដល់ពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់បោះបានទេហើយយើងស្បត់យ៉ាងម៉េចយើងដាក់នឹងចឹងព្រោះយើងខ្លាចណាស់ច្បាប់កាណាធ្វើខុសកាណាកុហកគឺតោសធ្ងន់ណាអានឹងសក់គេប្រឹងច្បាប់អញ្ចឹងមានច្បាប់ខ្មែរយើងហក់បោកប្រាស់ដល់ពេលមានលុយសូកប៉ាឬក៏មានប៉ាពួកតោសនឹងវាទៅស្រាហើយនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចេះកកហក់កកអីអត់មានតោសហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសអ្នកកាន់អំណាចនៅប្រទេសគេខ្លាចបំផុតគេស៊ីប្រាក់ខែគឺប្រាក់ខែគេអត់មានស៊ីលើស៊ីក្រមទេគេអត់មានទទួលលុយក្រមតុកទេព្រោះថាពេលចាប់បានវាខាតជាងប្រាក់ខែហ្នឹងហើយវាកោះមុខមាត់វាអស់តំណែងវាខាតច្រើនណាអញ្ចឹងនៅកម្ពុជាយើងមិនបានជាគាត់ហ៊ានស៊ីក្រុមតុកលើតុកព្រោះវាចំណេញទោះបីតែគេចាប់បានគេដកតម្លៃគាត់ក៏គាត់អត់ខាតព្រោះប្រាក់ខែគាត់វាតិចពេកអាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងការដែលប្រាក់ខែតិចហ្នឹងឯងដែលជាប្រភ្នូលនៃអំពើពុករលួយដូច្នេះមន្ត្រីរាជការនៅខ្មែរយើងជាពិសេសក្រុមមន្ត្រីដែលអាចរលួយបានដោយប៉ូលីសចរាចរណ៍ប៉ូលីសអីប៉ូលីសផ្សេងផ្សេងណាប៉ូលីសឃុំសង្កាត់អីណារលួយបានណាពួកហ្នឹងអត់ខ្វល់ប្រាក់ខែទេបើតាមខ្ញុំយល់អត់ខ្វល់ប្រាក់ខែទេអញ្ចឹងគេម្លាយអាចដឹងហើយប៉ូលីសនៅឃុំសង្កាត់ប៉ូលីសពួកហ្នឹងរលួយបានធ្វើសពតកំណត់ធ្វើអីចឹងរត់ការចុះឡើងអញ្ចឹងពួកហ្នឹងអត់ខ្វល់ប្រាក់ខែទេអញ្ចឹងມັນមានប៉ូលីសនៅស្រុកមួយហ្នឹងគាត់ធ្វើបានអញ្ជើញភ្ញៀវទៅឆ្លងរបងផ្ទះគាត់ហ្នឹងហើយហើយគាត់ដាក់សញ្ញាប៉ូលីសដូចថាកាយឡៃប៉ូលីសហ្នឹងដូចផ្ទះគាត់បណ្ដោយគាត់ប្រើប្រាស់កាយឡៃគាត់ហ្នឹងទៅជារបស់ឯកជនបណ្ដោយគឺបានន័យថាម៉េចគាត់អត់ខ្វល់ប្រាក់ខែទេគាត់ខ្វល់ដល់ម៉េចរលួយក្រៅបានច្រើនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ូលីសដែលចូលទៅហ្នឹងគឺត្រូវតែបុកលួយមិនដឹងអង្កត់ចូលទៅហ្នឹងហើយពុកលួយហ្នឹងតែការបោះឆ្នោតនេះគឺដើម្បីជៀសវាងការពុកលួយហើយសួរថាការជ្រើសរើសប៉ូលីសជ្រើសរើសអ្នកដែលពុកលួយប៉ូលីសនេះសំខាន់ណាស់នៅប្រទេសកាណានេះប៉ូលីសគឺ50ឯកជន50ការរដ្ឋាភិបាលទេណាគឺឯកជនដេញថ្លៃយកហើយណាត្រូវយល់រដ្ឋជាអ្នកជួលឯកជនឲ្យរីក្រូតប៉ូលីសហើយឲ្យ train ប៉ូលីសហើយប៉ូលីសភាគច្រើនគឺកុងត្រាជា contract កុងត្រា2ឆ្នាំ3ឆ្នាំដូច្នេះអាការដែលធ្វើការបុគ្គលិកកុងត្រានេះអ្នកនឹងអត់ហ៊ានធ្វើអីបែបដាស់ទេព្រោះតែធ្វើក្រក់គេផ្ដាច់កុងត្រាគេអត់បន្តកុងត្រាឲ្យយល់ទេ
dưỡng một tay đấy cá và ban trôi hái cứ mà chụp vượt quạt nằng mỏng tôi có đào thẹt cái này nó ngay để dưỡng bạch bong thuần tiền chiết nung khlang hay một tay đấy cá nó ngọn miếng sợi phiệp gì thấy từ lò mò cầm sa không được cắt bến nhom chưa chia thà cái thời cái đó cái sao chia cái research nhá hay cái youtube analyze hay cái bức sa chụp mũi bẩn đứt bao nhiêu quấn á bằng cái chân chỉ côn nhiều bài mò nằng nên là cam chỉ dưỡng là bây giờ ông ca chỉ dứt cái sơn la tới cứ miên ảnh này đã lại bắt phò bị giói nữa hay cứt oxy chủng rư cái hạt tại chủng này đang rịa phần tay ớt tư tam kế coi vô mò nét vô mò và trang nâng kế hay vô ạ tập tay phiệp chết nâng chị thống hay vô lên mũi ra ta chia tập tay bạc mẹ chia tập tay bạc mẹ cứ chia tập tay nông bạc chốc chia tập tay bạc học hay nâng tay khó mình chia tập tay hamburger thì anh nói là như sao ấy chia tay cái bộ slide chứ thì từ bây giờ này tầm nang ông ca sát chết ở tầm nang không ai nơi ông ca sát chết trong rừng này có quất bọ sai chẳng nói cái thà bùa rộp từ đó nước sợ bùa chích cụt đây chia diêm vô chia tập tay bẹp và chậm và tiến rồi đạt được lọc mai không ai miên được chia tay luôn anh ta bớt dưới những người lọc sau đây không ai miên chia tập tay nào chia tay miên xong ra ta mùi đó miên chia tay bị bay nữa bẹp mai bẹp rộp nữa chia tập tay như bị sứt một lúc rồi kia một lúc miên ta mùi đó tại không ai bù ba nhiều vốn được gặp bù gặp một người chúng nó kia bọ sai chẳng cái thà chia tay bẹp không ai bị copy rộp nào rộp nhằm bẹp cỡ hơn bẹp cỡ dương mình nhầm đặt mà dương nhầm cái nó sập máy vì trên anh được xây một con mà dương dây chỉ cơ thể nào ra cho mình cơ thể nào ra cho thân nó lưu bình ly thì mặt tự kinh này và sự mặt tự kinh che tao ngon thì trong ao hàng nào chứ nói thì chơi thần tí trâu nên từ à có chiếc rock và roll của mình tên lời xa phụ mẹ à mình tray đi ca nó đang từ mình chuẩn liên tục tập này แต่จะมีทางถือบาปอาสุจิปรอก็จบหนึ่งสันหนึ่งสันหนึ่งสมอคุณสิ่งควรมาจูนตลบปูมาลองมาเคยตลบปูไปจำอยู่ประมาณทั้งไงนี่ประมาณทั้งไงนี่ยังเคยในกรรมจียังฝ่าเปียกควรหนึ่งสุดใดยิงสุดใดยาวสุดใดกู้ไรเวงเวงนั้นได้ยิงโยตัวบกไรบกไอ้ยามนั้น bà thưa nhà biên thưa nhà bom ôn dương mẹ con miền bắc và tơ sập kia lâu tam chà ca từ đây nó ban mặc lô tập bảo man à lâu nước thà lưu lại nó đào mà mới nó còn té té từ đây đại vô mò pi à dún về lăng luộc là không tìm xa mà cả lô lô từ đó một mươi ngàn đấy và dương tam đập ở vậy đại phong là không ở bên này cũng về số một nó cũng ba khi ông trong ao được vui chơi ไรหรือก็จับอารามติดแบบวันหนึ่งไปเนี่ยนั่นท่าสลับเปลี่ยนได้ปุจิปรัตน์ทำไมกับองค์กายอัตมีตีสานลุ่มน่ะอารามนำกะติพอบอกว่านะไออ่าไว้ได้จะกะติพอบอกปุจิการก็ทำไมคืออัตตีสายลุ่มบานกับไรเท่านั้นแหละโฮดาวยูจะจับเจ้าแล้วก็มีนักยิงบานคืนคนแต่ใบจีอารมณ์บอกกำลังคงเป็นวิ่งบานได้เอาโยบ บอร์ดเป็นโจทย์จริงแต่ที่เอาไปยูนั่งเปียกควันนั่งไตรบรรลัยไตรสายตุกมุกอ่ะบัตรนี่จีอายุใบเราบีบมันได้จังเอาอยู่ดูจีคลายติดมันบัตรตรงจริงของคุณชราอันกลายนี่แม่นอายุใบที่มันเกิดเต๋อยืมส่งยังอ่ะเดี๋ยวส่งเนี้ยเราทำไปบ้านยืมส่ง ผู้เอกมันก็ผู้เอกมันก็ในนโยบายเศรษฐกิจสำหรับประชาชนสำหรับจีนบอกยืมตรงเป็นเรียบจำกลุ่มนโยบายมันตรงจีนพิเศษมือเลือกลางไปเรื่องสุดใดไอ้แม้แต่สุดใดเนี่ยกรุ๊ปต่างมุกไงเฟอร์มานเฮ้ยจบไทยคือต่างหลังเอาไว้มาเพลย์ยังต้องรู้ยังต่างหลังคือจบไทยนอกเปลี่ยนทั่วบ้านคือออกไทยแต่ปน จะโดยอำมาตย์มาชนะมือก็ผมมุ่ยแค่บานเทือกบานอาหารเชนี่ไปเต้าบานได้ไปเต้าบานได้ไอ้เก๋กิทัวร์เรื่องจีนกิจมันลุกนะไอ้รัฐบาลยังเจ็ดบ้านไอ้โจ้รัศดรก็ได้ไอ้ก็ได้กรุ๊ปแบบกรุ๊ปยาเชิงทัวร์เอาเชียร์บรอดเยอะนั้นยับเยินไปเรื่องพกพอมาบนกรุ๊นขมิ้นตีบซะลุกเอาแต่กันไอ้ด้วยกิจจะสบายใจเลยจัง คือใบสมปองนั่นแหละโซนะอย่างนั้นแหละโซนดอกเชียร์บรอดคุณสังกัดติดในซาลูกูเลือกลานเจ้าคุยสาวตาเน็ตเคยอะไรกับปัดจำนวนเงี้ยงี้บางทีจะ
របបក្រុងភ្នំពេញក៏ចង់ធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋណាយើងគ្រាន់តែគិតមើលប្រជាពលរដ្ឋកសិករខ្មែរអាចដាំដំណាំបានផលយើងឃើញផលរហូតដល់អត់ទីផ្សារយកទៅចាក់ចោលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលបើគិតពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែកាត់បន្ថយការនាំចូលពីបរទេសជិតខាងហ្នឹងគឺជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយហេតុអីក៏មិនកាត់បន្ថយអាការនាំចូលហ្នឹងបែរជាសុខចិត្តទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ទីផ្សាររបស់ទាំងវេទនីហ្នឹងបាទខ្ញុំហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនធ្វើកន្លែងហ្នឹងពិបាកមិនឆៃដែរបើតាមគិតមើលទៅខ្មែរយើងបងប្អូនយើងនឹងគ្មានគោលការណ៍គ្មានគោលការណ៍មកពីរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងរៀបចំឲ្យមានគេថាឲ្យមានកសិកម្មឲ្យមានការដាំដុះនឹងឲ្យពិតប្រាកដឲ្យមានលំនឹងណាមានតន្ទិញទួចអីនឹងដូចនេះគេមានការខ្វះខាតដល់ខ្វះខាតយើងដឹងហើយហ៊ុនសែនធ្លាប់និយាយដែរបើរបស់មិនល្អកុំទិញស៊ីដឹងហើយមិនក៏ទៅទិញស៊ីធ្លាប់លឿនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាធ្លាប់លឿនកុំទិញស៊ីទៅមិនមានអីអានេះឈួតសុតក្នុងនាមខ្លួនស្នាក់អ្នកដឹកនាំប្រទេសដូចនិយាយទិញណាត់ទិញណែងមិនដឹងខ្យល់អញ្ចឹងឯងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដល់នោះដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រទេសទាំងមូលណាមនុស្សតែម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងឯងឥឡូវហ្នឹងបានពីរនាក់ហើយបានអើអង្គូនចេះថាធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់មានអភិបាលស្រុកអភិបាលខេត្តណាហ៊ានចាត់ចែងធ្វើអីក្នុងប្រទេសគឺគ្មានទេដោះស្រាយចំនួនហ្នឹងគឺមានតែមនុស្សម្នាក់ទេពីរនាក់ហ្នឹងឯងតើដែលបើកដៃមកដោយស្រុកទូចនិយាយថ្ងៃមុនយើងថាសិតតែចង់ដេញយួនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអីហ្នឹងគេឲ្យដៃហ្នឹងគេឲ្យនិយាយហ្នឹងបានហ៊ាននិយាយអូលោកតវ៉ៃមិននឹងទៅដល់ណានេះទេតាំងពីរហូតដល់កោះត្រល់កោះអីកម្ពុជាក្រោមអីគេនិយាយអស់ហើយបងប្អូនបានឮហើយព្រោះមករយៈកន្លងមកហ្នឹងគឺថាគេបានពាក្យពេចគេបង្ហើបឲ្យនឹងពួយហើយអ្នកប្រាជ្ញមនិតកាលពីដើមសិតតែដៃទៅក្រោយណាអាកាលយើងបាត់ដីថ្មីថ្មីបាត់ប្រិយប្រឹក្សានឹងអត់ដែលហ៊ានមាត់មួយម៉ាត់ទេឥឡូវក្អើងក្អើងយើងសុកក្អើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងងាប់មកភពផលរបស់ពលយើងថាហេតុអ្វីបានមិនខ្វាត់មិនទុកស្កាត់របស់ចេញមកពីក្រៅចូលមកក្នុងធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងបាត់ទីផ្សារបាត់អីធ្វើអ្វីក៏លក់មិនបានមកពីអញ្ចឹងឯងយើងគ្មានគេហៅថាគ្មានបង្គូលគ្មានកន្លែងណាមួយដែលគេហៅថាកន្លែងដាំដុះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនយើងសង្ឃឹមឲ្យមានទីផ្សារគឺមិនបានរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេដូច្នេះការដាំដុះរបស់យើងដាំឲ្យចោលដាំឲ្យចោលខុសពេលវេលាហើយនៅស្រុកយូនស្រុកជិតខាងយើងនឹងគេដំណេញគេរៀបចំឲ្យស្រេចតែមកថាស្រុកខ្មែរនឹងគេអាចបញ្ឆោតបានគេអាចធ្វើໄວបានអត់មានប្រែទេគឺថាបើតាមខ្ញុំបានព័ត៌មានខ្លះគឺប្រឡែក្នុងមួយថ្ងៃណាមកពីរងយួនប្រហែលជារាប់ពាន់តោនខ្ញុំធ្លាប់ឮខ្លះមិនច្បាស់ប្រកបប្រមាណតោនប៉ុន្តែពាន់តោនមួយថ្ងៃណាមកដល់ប៉ុណ្ណឹងណាប្រឡែមកស្រុកយើងហ្នឹងមិនដឹងជាប្រឡែនោះយ៉ាងម៉េចទេចេះតែមកមិនបាច់ទៅពិនិត្យមិនបាច់ទៅត្រួតអីទេគឺថាហុចតែលុយខ្លះគឺមកដល់ភ្នំពេញតាំងពីម៉ោង4ហ្នឹងមកខេត្តណាក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាមកដល់ហើយស្រេចអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងកសិករកម្មករដាំបន្លែបង្ការហ្នឹងអត់រឹងរួចទេអញ្ចឹងវាមានហានិភ័យច្រើនណាស់សម្រាប់បងប្អូនយើងហើយដូចនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាបើបន្លែគេមិនអស់មកយកស៊ីមិនទៅទិញអីអីយេចឹងចឹងអីហើយឋានៈដឹកនាំឲ្យទៅសង្ឃឹមអ្នកណាបើប៉ូលីសទៅហ៊ាននៅក្បែរយើងតែនិយាយប្រេះអានឹងត្រូវទាត់គេច្រែងទាត់អីក៏មានដែរអញ្ចឹងទៅទៀតអញ្ចឹងយើងអត់រើរួចទីអំពើពុករលួយទេនៅទល់ដែនទាំងអស់ព្រំដែននោះគឺថាសិតតែអំពើពុករលួយរុំកកអញ្ចឹងយើងរើអត់រួចទេពីព្រោះពីឋានៈលើដល់ឋានៈក្រមនោះគេធ្វើអញ្ចឹងហើយដូចមួយប៉ុនបានលើកឲ្យថាអីណែប្រាក់ខែ
bong bong tinh tui mày kịch ơn ở lộ ở nó phải khen tinh tui những cái mày kịch đi cái ăn rộp đi rừng phải khen nó là ôi đạp bàn căng cái ca vay mua cho nó ở kịch đi vì rừng phải khai pi rồi đó là ấy pi rồi hà ấy nè chương viện bàn cãi kì rồi tầm một lết bàn hết pi rồi hà dây pi bị mặt rút vào khâu nhà này khâu nhà nó bàn pi rồi hà bàn chừng rồi rồi chừng dương hà này thuê khăn đó pi bây giờ lại bậc ca nó sầu dương nó cứ ai mình ai rồi 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 tê ai ngày nay bất thiên là bọn dương cho một toàn bàn này dây bị thiên là bọn đấy mình toàn lưu sầm lú rừng nâng ở bàn cho bạn và con cùng và các bạn thiên là bắt những thứ việc quan lên sống như này không bơi xu là cùng mà nhé và chắc là xong ở chung tới lúc xin sổ phòng đó xin sổ phòng ca là để dọa rọt mình tới thông bay lang tam trên khâu nâng lang tiếp rọt bàn mình ca thời niên rọt mình tới cả xuống ca nghiêm xin sổ phòng các bạn đừng ấy rọt tới cả xuống ca nghiêm hay rọt tới xuống ca nghiêm bàn bạc ca tha bất kỳ cam của chị nó nên là tra ca nghĩa thua là hôn đọc cao sốc còn buôn chất còn buôn phía rồi và thì ca nghĩa nó khăn cái này mà thấy con tế ở với đài dương sẵn kết mưa khơi một đau là bà chả bọn đi cứ ở với đài dương cao bà nó cứ bởi chí bà đọc khám ai dương bàn thua ca chồng nạ sốc tam ở đó biên từ ra chợ ở đó biên khâu sắp bắp có miên tam sắp bắp nên có miên ở bên khác tới những khương viên từ miên mình tên là bị chôn mò tới chi là khăn ông lan bò thấy nó xin được con chôn gặp khăn ông nâng hơi thì đặt lại chơi đi đại lưu hơi thay từng bút thay vô à từng rob đây chặt chặt bị lưa đi đặt khơi hà xô không ai như mình tên bắt nhóm trong ở lực xin được con chui chạm vào lòng thì thắp vào bởi tích mai dương mình càng như chưa ra đâu một lần lúc hát ấy cầu chứ bởi tích mai dương mình thử càng như nó sống chứ ai chạm bạch mô ở trong nạn trong tiền nguyên tình đi bạch như thì mỗi có xuống càng nghe nó có trẻ tay người ta dây ôi ta bàn nuôi tìm mốt người ta dây thì xa lưu chứng mình chẳng ôi mê sau đây của tôi chẳng bảo tôi đủ chân bảo con là người dây tới chia bị thoát từ tăng pi cá đặc nom bọt bốc hay là đọt cồn cứ ớt miến và thi sa bùng rừng nữ giả tha cầm sờ thố code of conduct vị trí địa vị professionalism hay năng integrity cứ miến phiệp chịu cho bà nè miền đây mặt tròn á nè ngay việc đây mặt tròn nữa việc honesty và là integrity nữa cứ việc khăng chieng ở cả mặt tròn thiệt cứ miền chăn tiện là dấu bái nông ca bùng rừng tầm là phiệp nông ca bùng rừng bùa miền bớt nông ca ọp rôm chia bùa rót ấy nâng thiết xa tầm lai luôn ấy chẳng bàn dương khơi thà tăng bọt nó pi buồn mà phải bày nâng cứ khi ca bọt nó đến sai vì ở bản chịu ông pí integrity cho bọc luôn á vì ở chịu ông pí crom sát thọ code of conduct hay vì ở bản chịu ông pí vị trí chỉ việc từ professionalism nè sau bản chịu thà bây giờ bắt bong à bay nè ngay nữa từ ca đặc nom nè từ mình ai tới buổi tệ bạn sau chờ đặc biệt nè integrity nè sau chờ đặc biệt nè chẳng sau chờ đặc biệt crom sát thọ nè vị trí chỉ việc này sầm khăn nè nông ca bẩm ra vị trí phù hợp hay chịu rót dương sầm khăn say ở này sầm khăn say bờ mê đằng nón cọt này dễ qua mê cro này dễ cọt này dễ bẹp liệt cả nã chịu bị thọt nát qua so chật đặc biệt á qua integrity này đối độ hình su cận dễ nè cọt bọ sai thà ai lố nâng kiện dễ làm bớt ai lố kia ở bàn dễ cọt vô à cả đã ai lố nâng mọt bạn bật tiệt làm bớt cọt vô chậm nói để ai lố xa chiếu nâng bậc nhom lọp mơ bến cứ ai lố này dễ nâng cứ khi mình ban thì dễ sợ lắm chứ rất đông bao liên nhẹ nước miền địa thực ca miền càng nghe thôi đó thực ca sầm buồn phi rồi thế khi mình dễ chẳng hay mà này còn dễ nước bị uất thằng gì là uất á được nhắc còn ai phần đấy đôi khi nhom thợ lừa môn lộ hình xu thằng bị sầm bay rót thả ba muốn muốn cứ còn dễ ra thì cảm chiến nước miền ta này miền càng nghe thôi nước chán à được nhắc ta này càng miền càng nghe thôi nước cứ tam ca
นี่ยี่ระบบนี้มีอำนาจในสกมัยนั่นคือกวาดทาเนี่ยสายดอลเตอร์แปดสปรามพีรอยนั่นคือกวาดเพื่อสายนั่นคือเฮาตะการงี้ให้กันยี่จังนะนั่งไงเนี่ยลวกรามไก่ติงตรงติงตรงตามภูมิเตาภูมิจากภูมินั่นคือการงี้ให้นั่งไงยี่ต้าคืออ้อยแต่มันตุ่มเน้นะคือการงี้ให้อันนี้กัดบอสายจังนะนี่คือเบียข้อนะข้อพิสตองดาหรือว่าองค์การสหประชาชาติข้อพิสตองดาเปียธาจอบเปียธา employment เปียธาการเงี้ยนั่งบางอย่างยี่เต้เปียธาการเงี้ยแบบแปลจากแม้คือ employment นั่งไงแต่ไว้แต่ก่อนยี่นั่งมันเมนจะเปียการเงี้ยดิแต่ก่อนยี่นั่งคือสกรรมมาเพียบชีวิตประจำทั้งไงเบียเมนเก่าสมบูรณ์เพียร้อยโปรนั่งมาร้อยมาเพียร้อยเต้คือจนปีกาก่อนอัดสกรรมเพียบอ่ะจนปีกาบ่ายก่อนพเนจรมาโตยังเมนมือสาวมึงงี้หรือเออกันนะเปียถ้าเก่าสับผมบูนเพริ่ยเนี่ยแต่เมียนการเงินทเวคือบันไดถ้ากดสำได้แต่เลือกเนี่ยแต่เมียนได้จึงหล่อไอ้ทเวจอดนะได้ครูนายบานจำได้เนี่ยมวยเพริ่ยนั่งคือเนี่ยได้มันไอ้ทเวจอดนะช่วยครูนายบานอันนั้นได้กดสำได้นั่งแบบมีได้จังมันเมียนสำได้แต่เลือกเปีย employment ได้โดยใช้กดนี่เยอะนั่งแบบ conceal ถอย confusing อ่ะครองเนียมกดเจียนยาถอยเจ็บใจรถมันไตรกระทรวงการเงินต่างหมู่นะให้ตั้งปีกดนี่เยอะคอมมอนนั่งกดเมียนได้นี่เยอะมาซ่อมโต๊ะให้กดเจียมบอกสายเด็ดนึ่งไงบันไดประเทศอะไรประเทศใดกีเมียนกาตุกตะกีสมโตฮะกีสมโตให้กีกลายเปลี่ยนไปกีอย่างนั้นนะบ่มจังเทกีดอกจังมีตำแหน่งจำลองกีด่าเนี่ยทำไมจำลองพวกนี้ยีเปลี่ยนจังจังเปลี่ยนปะปัวละร้องปะปัวดอลมุกหมดรถถ่ายบ้านะปะปัวดอลไปกีจีเวียเนี่ยจุ่มเนียนใหญ่กับเต็มเต็มปะปัวนะแล้วขยมอันนี้ยมในเปียแต่ employment เปียแต่ employment นี่ยังแต่โยธาสตองดาบอก ILOInternational Labour Organization ហើយ ILO នេះគឺជាស្ថាប័នមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺ ILO គេបញ្ជាក់ថាពាក្យថា employment គឺតលតែអ្នកនឹងមានការកំណត់ច្បាស់លាស់នៅប្រតិវត្តអបបរមាមានការកំណត់ម៉ោងធ្វើការច្បាស់លាស់ទៅតាមច្បាប់ដូចថាធ្វើពេញម៉ោងយក full time job 8ម៉ោងមួយថ្ងៃហើយមកទឹក35ម៉ោងມັນឲ្យលើក40ម៉ោងដល់មួយអាទិត្យលើក40ម៉ោងអានឹងថា OT overtime ហ្នឹងហើយហើយ8ម៉ោងមួយថ្ងៃហ្នឹងគេរាប់ទៀតដូចនៅកាណាដានេះពាក្យថា8ម៉ោងមួយថ្ងៃគេរាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង5តែបើម៉ោងមុននឹងឬក៏ក្រោយនឹងគេគិតលុយបន្ថែមទៀតព្រោះមានចម្ងងការងារទេម៉ោងការងារគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើយើងធ្វើការ8ម៉ោងរវាងហ្នឹងគេគិតម៉ោងការងារថា employment គេគិតយ៉ាងទៀតណាហើយសៅរ៍អាទិត្យគេគិតផ្សេងទៀតតែឥឡូវគេសៅរ៍អាទិត្យទីសងនឹងជំរឿជួយកាច់ឲ្យសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទយើងអាចធ្វើការថ្ងៃសៅរ៍ជំនួសអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយបើសិនតែរវាង35ដល់40បានតែ full time job ការងារពេញរបស់ ILO គឺបានន័យថាអ្នកដែលធ្វើការហ្នឹងអាចទទួលនៅ benefit អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជាស្អីខ្លះដូចជាធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅកាណាដានេះដូចលោកបណ្ដាយដឹងហើយលោកពូដឹងហើយគឺជា universal healthcare system ជាប្រព័ន្ធសុខភាពសកលបានន័យថាអ្នកធ្វើការអត្តកាគឺទទួលបានសុខភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែគេអត់ធានារឿងថ្មិញបែនតាភ្នែកហើយឈឺធ្ងន់ថ្នាំបាទអាហ្នឹងយើងក៏ទិញអង្គរងបន្ថែមបើយើងចង់បានអាហ្នឹងលើកលែងតែដូចលពូគាត់រីថាយគាត់បានទាំងអស់ហ្នឹងហើយរីថាយ65ហ្នឹងទៅបានទាំងអស់អាហ្នឹងបានខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានការងារ full time គឺគេចាញ់ថ្មិញហើយថ្មិញថ្លៃអានេះថ្លៃមែនទេបាទហើយគេចាញ់បែនតាចាញ់អីអស់អញ្ចឹងហ្នឹង full time បាទអាហ្នឹងទាក់ទងសុខភាពហើយតាកតងនឹងបូនណាលុយចំណេញគេចែកមកយើងតាកតងនឹងសម្រាប់មួយឆ្នាំអាចបានមួយទឹកអីចឹងណាបាទហើយតាកតងនឹងការតម្លើងប្រាក់ពីវត្តជាប្រចាំគេថាយើងចូលគឺគេគិតស្តង់ដាminimum wage អបបរមាដូចនៅខ្ញុំនេះឥឡូវឡើង7-10ហើយនៅអបថាបែប8-10ចូលដំបូងណាអត់មាន experience វិញទេគាត់បើថាឆ្លងពត probation probation វាមាន3ខែក្រុមហ៊ុនខ្លះ6ខែណាគឺហ្វឹកហាត់ការងារគេថាធ្វើហ្វឹកកាន់ណាបើឆ្លងផុតអានឹងគឺយើងបានហើយ minimum ឬក៏បាន benefit បានអីណាហើយមានសហជីពមាន union មានអីទៀតណាហើយបើយើងធ្វើលើបើយើងធ្វើក្រោម35ម៉ោងអានឹងគេហៅ part time job ការងារដែលមិនពេញម៉ោងខ្មែរយើងហៅអញ្ចឹងការងារពេញម៉ោងនិងការងារមិនពេញម៉ោងបាទដូច្នេះគេនិយាយច្បាស់លាស់កំណត់ច្បាស់លាស់ណាហើយអានឹងមួយទៀតមួយទៀតគេកំណត់ unity របស់យើងច្បាស់លាស់ណាថា job description ហ្នឹងមិនមែនថាអូយើងជាណែoperator ឬជា meat cutter ប៉ុន្តែឲ្យយើងទៅបោះសរាមឲ្យយើងទៅធ្វើនេះធ្វើនោះគ្រប់យ៉ាងយើងត្រូវបដិសេធការងារយើងគឺដឹងថាឡាញខាត់ឡាញខាត់
bà thà cắt cái túi cái cắt cái túi nè cặp xích cô nhá tại bà dương tôi cặp cái bá là nó tôi là gì khi em muốn gặp một này đằng mình chơi tận nước khơi nhá mình chơi nó mình chơi bài dương cái nè nương ngày xúc vải sa nương và hai cái cọc mong cọc pe mà ngày nương pi mong cái tôi dương break đập ram được tì mà đòn cứ gọi đập được tì hai đập lên lan break sam sập được tì miên mong miên sập lại phải bắt hai salary xong rốn hai salary nâng mẹ chụp biệt để bong tiền tuột biệt cho nơi Canada này cho bạp kế cứ ở bong every 2 weeks cứ biệt tên mà đó nâng ngày biệt tên mà đó rồi mà khai đi mà khai dù bê cho một nơi tôi cả lôi á nâng ngày mà khai chứ mà dùng mà khai rồi chạy cái sân á trong ca sân nâng ngày kìa chứ nâng ngày Canada bong gần dần lớn cứ là ổ sạp dương chị employee nè chị bộ cực lực nè về dương ban lôi bộ quân và lúc ấy khai lôi nó cứ phía trên hát bà bách dương tờ bậc sai bấy cứ bộ bóng chô từ nha kia dương tâu dương bậc tất khơi mọn mà chô đặc nông là khôn dương đoài đài rách tèm đoàn mà hay rừng lùi rừng cắt ấy cứ cái bóng cái tình nha sau bắt tập hiếp sức chú thi dương cổ bẹp giang hay dương ai khôn xích ban bộ màn đoàn chư ấy hay dương miên miên tập hiếp ca nghe miên tập hiếp ca nghe mà miên tạ sạch trách lòng tờ lê thế nà tôi bây tập pro mơ bộ đài chắc cả bán ព្រោះប្រព័ន្ធឆ្លងទៅលេខឬក៏ប្រុសអាចសុំមិត្តភាពការងារបានដែរហ្នឹងណាអ្នកខ្មែរយើងបើនិយាយមិត្តភាពការងារដូចគេសម្ដៅទៅលើស្ត្រីហើយបាទខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែមានតែផែរោងចក្រទេតែបីមន្ត្រីរាជការសិវិលគាត់ទន់មានទេដូច្នេះទាំងអស់នេះបើយើងយកអំពីគេហៅថាកាតាលីកឬក៏សុចនាករដែលជាស្តង់ដាររបស់អង្គការសហជាតិរបស់ ILO ខ្ញុំថាអត់ការងារពិតប្រកបណាទោះបីការងាររដ្ឋក៏ខ្ញុំថាអត់ការងារពិតប្រកបដែរមិនបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងព្រោះដូចការងារនៅក្រសួងមួយមួយគឺពួកហ្នឹងទៅសញ្ញាផ្សាយមុខឯណាផ្សាយមុខចុះហត្ថលេខាពុបបាត់អស់លីងទៅរត់បន្ទុកដល់បោះហើយអានឹងរឿងពិតណាហ្នឹងហើយសូមឲ្យលោកទាំងម្លាយជួយបញ្ជាក់ផងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមែនដូច្នេះហ្នឹងអត់ហៅតែការងារទេបាទហៅតែការងារទេពួកអត់បានធ្វើពេញម៉ោងអត់ទៀងទាត់អត់ទូទាត់ល
ពីដងនេះថាប្រជុំពីរដងអញ្ចឹងក្រៅពីប្រជុំសាមញ្ញហ្នឹងបើតាមានរឿងអីបន្តត្រូវប្រជុំពីរសាមញ្ញទេគឺមួយខែប្រជុំតែពីរដងតែចាំបើប្រាក់ខែបាទបើអរគុណលោកបណ្ដាលអ្នកដែលគាត់បានប្រាប់ឥឡូវនេះចែកជារឿងដែលយើង wasting a lot wasting human resources គឺធនធានមនុស្ស wasting financial resources យើង wasting បានន័យថាយើងវាប្រើប្រាស់រត់រីទឹកលុយជាតិហ្នឹងវាបាត់ច្រើនមែនទេណា cứ mình nói thật cả mình nói chăm bậc bậc khai dương ở cả những cái thứ đó nên đi ăn bàn đi nên đi ăn bàn đi bà ta dương pi mong số cứ cho là hốt đó.